Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người có ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thành công nha. Thì hôm nay thì team Vũ Khỉ có mặt ở ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay thì chú Tùng đến đây cưa một cái cây tràm bông vàng rất là to luôn, có hoành tầm khoảng 200. Đây là cái cây nè cả nhà. Thì cái cây này thì chủ nhà họ cưa rằng họ lấy gỗ á, cho nên là những cái phần nhánh nào mà thấp thấp ở dưới đây nè, chỗ mà cái đoạn thân nó tương đối suông á thì mình phải mé nhánh, xong rồi mình mới cưa ngang cái đoạn thân và chừa một cái đoạn thân rất là dài để chủ nhà họ lấy gỗ nha cả nhà. Rồi mình mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái quá trình cưa cây này với mình nha. Quá trời cái gốc luôn rồi cả nhà. Cái này là cái hoành đoạn này chắc cũng khoảng tầm 200. Cây này rất là cao luôn, mình nghĩ cao khoảng 23-24 mét trở lên. Cái dừa này thì nó xi quá, nó không có trái nhiều cái này. Dưới lại nó đang vướng cái cây tràm bông vàng này. Giờ nhẹ nó xuống luôn. Chiếu còn ngựa bầu trời giờ tới cây này cả cái này đúng là thấy nó bự dữ nha. Bự không? Ngay khu lẫn ngay đó là nó cái đó lên. Mà cắt ngang cho nó ha, cái cắt dưới này cái ụp lại vậy ha, cái là để cái mặt bàn lên ha, đẹp lắm. Đúng đọt. Lôi được cái khu lẫn ra. Ừ, lôi ra đem làm ụp trước luôn cái mặt bàn. Làm cái chân bàn. Đúng bài luôn không? Cái cây này hình như có người đôn đọt cái gì không mà gãy á, gió gãy á. Gió gãy. Vậy là gió gãy cái thằng đọt bảo vệ á. Cái gì nữa? Chỗ đó nó ra nhánh quá chậm rồi đó, đâu có chậm nữa, quá mực. Đây có cây mai tiền tỷ gần đây. Đó.
Trong hình thấy lớn con quá hả? Trong hình thấy lớn con quá, ra ngoài nhỏ xíu hả? Siêu thử thách. Thêm cái cục sắt hả? Thấy trên đó thêm con lớn con hả? Dạ, quay phim lấy, lấy cận cảnh, lấy gần. Bây giờ anh muốn lớn là lại tôi nói đưa anh lên thành khổng lồ cũng được nè. Dàn đồi lớn. Mình quay gần nhá, đứng sát bên nó lại gần, nó cận cảnh nó. Là lớn á. Từ từ mấy tàu dừa nha. Tàu dừa này, hai tàu dừa khô của cái cây dừa mới vừa đốn. Đây một tàu nữa nè. Có mấy nhanh mục nữa. Đó. Hơn nữa đó. Có hơn nữa đó. Nó bự kìa.
đi dây lên rồi. Bị ngược sáng nên hơi tối, mong quý vị thông cảm cho Tân nha. Nguyên mặt trời luôn rồi cả nhà. Quá trời nắng nè. Tôi có toàn tố tình để nguyên cái nhánh dài có thể bắt đầu rồi đúng không? Cây này khá là già, nó có lọc lưới nữa. Cây này quá trời nhánh. Cây này do là cái khúc chỗ này nè, nó bị gãy á.
cho nên là nó ra rất là nhiều nhánh luôn nha cả nhà. Giờ chú Tùng leo tuốt trên cao rồi.
trời leo cao rồi. Cái đầu cao đó ít nhất là 15 mét. Nó giặt cái cây coi. Hết lá nó bắt đầu nó giặt. Nhanh cả nhà, còn mà treo dây thì lâu lắm.
cưa chắc khoảng được nửa cây. Bên này chỗ còn chặt hẹp hơn. Để đổi góc quay cái mới được cây này.
Bây giờ thì chú Tùng đã buộc dây vô cái đoạn thân nè, là chú Tùng sẽ xuống và có thể là sẽ cưa nguyên cái đoạn này luôn. Do là bên dưới rất là nhiều cây chanh, mà mấy cây chanh này là của chủ, của cái người mà thuê đất đất vườn này nè, chứ không phải của chủ nhà. Cho nên là chú mới muốn cưa mé nhánh từ từ xuống á, cho nó không bị thiệt hại cái vườn chanh của người ta. Nhưng mà bây giờ còn cái đoạn thân này thì chú nói là cứ hạ đi, có thể là bỏ một hai cây chanh cũng được. Thì chú Tùng buộc dây xong rồi chú leo xuống rồi, chuẩn bị là hạ gốc. Trời ơi, nó phóng tới gần cả mét luôn.
tôi chết trong ruột rồi. Ồ, ủ quá. Ồ, mối. Mối ăn. Nè, biết ăn lên cao không đây? Hay là mấy cái khính rễ ăn vô? Trên đó đó, trên kia đi xuống đó. Rồi, ăn ngay cái phần đọt bị hư, ăn xuống. Vậy là quất nguyên tim luôn hả? Cái đọt hồi nãy mà có con cắt kè nó phóng ra. Hư cái cây rồi, quá trời tiếc. Cái con mối nó hình như là nó đục rất là sâu luôn á. Cây rất là to. Khoan là cái gốc chanh. Mấy cái này là mình có tận dụng về mình làm cái tục lục bình là đã luôn, nhưng mà lục bình nhưng mà phải bỏ lại cái lên đây chút xíu là cho cái lỗ này. Con này con mối. Tính là làm cái hình thumbnail. Đâu con này mối nè. Trời mối cánh nè. Con mối này nó ăn cái cây tươi nó ăn luôn nè. Con mối ăn cây nó độc lắm. Con mối vàng đó không mà. Ừ. Mối dạ, con mối này là nếu mà mình cho con gà ăn là con gà con có thể chết luôn. Tại vì nó cắn không buông á. Nè. Nó cắn vô cái bồ diều của con gà. Nè đó. Còn con gà lớn á là nó khôn lắm, nó cắn cái là nó nghiến cho chết rồi nó mới nuốt. Mối ăn đất còn mối màu trắng luôn mà. Còn con sóc là nó nhai nát. Nó dính ăn vô tay nè. Nó dính cái đầu chẳng á. Nó đeo như là con dê chó rồi đó.
có bông mà nhỏ, có bông mà nhỏ. Thì cột dây lắc lắc có quan bên đó chứ sao, nó cắm xuống luôn, cột dây kéo giật lên mới nổi, kéo gì nổi. Bây giờ sao lăn nó ra đặng à. Nó khúc trên lăn vô đó, đây. Bây giờ cái mặt trên nè chú nằm để nằm về chú xa xa học chứ đi. Nó bị dùng về nó qua lần cho nó né cái đó mà được. Có cái khúc lắc nè, biết rồi nhìn về. Ghẹ cái đầu nó qua mới được để nó sóc cái được cưa. Có vậy với các cái nhận này mới lăn được. Chắc là sẽ cột vào cái mít kia để kéo cho nó lực. Chắc chắn chứ, chắc sẽ luôn. Một cái mít chốt. Một vô cái đỉnh, đỉnh luôn rồi. Lắp không đỉnh rồi. Rồi, hiểu cách nó xuống làm rồi. Chắc có lẽ này thiếu rượu nên là cột vô cái đụng đỉnh cho có hơi rượu. Đụng đỉnh mà ngâm rượu là chỉ nhức mỏi. Rồi vô đây nè, vô đây kéo bên đây vô cái dây nè. À, nó hơi bị bọng phía trong mà. Nếu mà không bọng là rất là đẹp luôn á nè. Ô bọng nhỏ nè. Ô vậy kim chi có cắt bỏ cái bớt gì không? Thì chứ xa hợp luôn á. Đúng không? Xa hợp luôn. Gọi như này. Quá trời cái giác có chút xíu à. Đâu phải kia được. Chỉ tính là mình xài cái gì đâu, mình cắt bỏ bớt là một cái là mình cái này là mình làm chân cái gì được trên xã hồi nó phạm uổng cái này nó gã nó cũng như nó dụng dần á. Cả kiểu đó là cái khúc đó mình xài nó dụng. May này giờ có kế hoạch chứ không đi làm là xa đâu đi. Vào khuôn khổ hết ngon. Cho lập qua đây đi. Thì trẻ đâu ra rồi. Cho lập qua đây đi, nó cho này nó xuống nè, đó thì để ở đâu rồi nè. Coi cái hướng rồi xả cho nào. Xuống bên kia để cái gì giữ bên này. Chỗ này nó nhô ra nè. Nếu mà cái cây mà không bị bọng á là ta sẽ coi cái thép.
mà ta lật cái cây đó để ta cưa, còn cái này nó cái cây bọng. Cái cây bọng là ít bao giờ nó có thép chứ. Dạ. Còn cái cây mà đặt là nó bắt buộc là nó nở ra, nó nở ra là nó bắt buộc nó xé một đường là nó có thép cây. Là phải mình phải cưa, mình canh theo cái thép đó đó, là cưa nó mới lợi cái này, cây. Cái này làm cái lục bình đẹp lắm nè. Tại vì cái lục bình sau này cái mình phết một cái lỗ này nè, cái mình đặt cái ống chứng minh vô. Cũng như là khi không ra không nổi ha. Đầu ô cái này. Cái đường đi cái này mà ai có không ai ai kêu mua cái lục bình rồi ta. Quên rồi. Nó đứng nhà là lấy được không nữa.
bê quá. Nó qua đây chút xíu đây, đang lăn vô nó đủ cho cái gì. Lộn bề lên hả ba? Đây, lộn bề lại cưa không có giáp. Ồ, hồi nãy đứng trên này đã khó rồi, xuống cái mé lề đứng bên hơi nghiêng người nữa. Này chắc đi chắc mỏi dữ rồi nè. Thank you.
Wow, nó liền hai miếng luôn.
trừ cái lần mà có lại ra phía ngoài là cái đường cưa nó chỉ ăn ra.
vô à. Yeah.
trước rồi, chỉ cắt một kiểu như cắt 73 thôi chứ này. Đưa một mắt bên đây đó, để cho nhà để có thể vận chuyển ổn. Nữa là mất mất cây lắm. Rồi giờ mình lăn qua đi đặng thấy được cho nó vô. Rồi chạy đi nữa. Đó, đang cây nữa đi. Rồi. Chưa nào. Chưa lên miếng nữa. Cái gáy nó nằm dưới rồi. Chân của ai? Chân của nhà mà chắc không ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá đẹp. Khúc này cắt dụng ra phải không? Không có làm bàn phải không? Thôi cắt luôn đi. Cái này có làm bàn không? Không. Khiên hả? Không. Khiên gì nói? Chú kêu mấy ba này tổ gì vậy? Cái này mà cho người ta lấy gì liền á. Nhưng mà đông người phải chạy một chục người gánh. Chục người gánh đường đâu đi chú? Hả? Đường đâu đi? Đi vừa ngày luôn nè, cái đi dọc thấy mấy cái đòn đi... đó cho dài. Còn nó dài cái mình cột mình lên giống như người ta gánh cái hàng qua cái mương đó thấy không? Dạ. Thiệt á, cái này nhẹ đâu có nặng hơn cái hàng đâu. Cũng như khô mới có lấy. Ủa, nếu ấy thì cắt hai cái ngạnh đó, đợi nữa thì dễ lấy.